Bùng dù kiếm mua tài chính hâm, mua tài ngâm mặt lịch trình công viên và dìm đại trình Việt Nam gì? Mua tài chính hâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang tiền con, đang mất chết nại bất diệt tổ chức liệu bích chấu quan, chấu mại bút trời. Có cơ quan dân chính phủ, canh lầm của bùn tháo có tầy làng, nại dính bê kháng chấu công bùn biệt dân. Cứu cán bộ, đi chấm tỏ tiểu lệ dâm đảng, chốt đảng, tiểu lệ dâm biển dân can càng. Dâm khăn khắng, đi trá, út khít lầm đảng, lầm dân, cứu lầm quân, ngấp liền tạp tỏ khiến sĩ khổ tổ chấu can nông vắng đạo đức Hồ Chí Minh. Quý khái tặng, có làn cán bộ, đảng viên, chấm với có làn viên chiên dưới mình đảng, chấu tức lống dâm sĩ khổ tổ, cứu bếch khổ luyện đạo đức cách mạng. Gần nay bồng bộ tỏi chế chuồng chưa bộ tháo tối cứu huyện Bù Gia Mập liều bất lo khiếu mình tế tiêu công đà chấu tú dìm có làn biển cán bộ công chức dìm nay. Dung chốt Chủ tịch Hồ Chí Minh ruột bằng tháo phiếu bằng tháo cổng xì giáo búa cổ luyện đạo đức cách mạng buôn cán bộ đảng viên. Bé xí ruột bằng tình cán bộ, này biết chiếm bé hăng công bổng dân biển dân, khánh dùng bài lệ buôn biển dân chết chấm chốt khá chấu. Vậy hát này về làn cán bộ công chức địa chá bác chế giỏi bị chuyên môn nghiệp vụ, dòng chấm bài thiết tiệm bài chiên bài đạo đức chấu công, xí thánh lống buôn biển dân. Bây giờ là cán bộ dân phòng tư pháp huyện Bù Gia Mập xã Bình Phước, tỏ Bùi Ngọc Hiền đã liền kéo bộ phận tiếp lên kéo bếp bén. Chế xung có hỏng chế hành chính, dân quyền căn có hoài ngầm tức trạng liệp. Tiêu công tỏ chấu đại bếp chip lên giải quyết tới hồ sơ liền tháo tư pháp, tốt bái công bài trăm. Tỏ xem bếp vậy khác này, bếp gì chấu có hỏng chế hành chính, liền tháo tư pháp chủ tuần. Buồn trăm biển dân tháo nay tổng bếp hai mại ngam, vậy tốt giáo mại cáo lống dân có làn biển cán bộ lún. Ây canh tí tiểu thiếu sang kêu bác có hồng chê. Tư pháp phản chính bác huyện Bù Gia Mập kêu sang đã chỉ đạo con chuống bác tế miền chấu công lún dìm nay giáo bốn bố tỏi đồng bác mại lống liêu tàu khu kiện biển lầy bác chấu công dìm nay tổng bài xếp. Nói chung tạo nhiều thuận lợi thì làm việc ở đây cũng rất nhanh gọn, rất khoa học. Cao tốt mày tháng này tế phun buổi dầm nay bếp châu công thì trên lóng liều mấy chế dầm có cơ quan phòng ban cấp huyện bếp dầm có đảng bộ chi bộ do trời tế tiểu công chiếu dầm biển cán bộ tổng cam bài tế tiểu viện thiếu bằng lóng có dùn sinh hoạt tri bộ dâm tẩy lang địa chá, đảng ủy có thể bung tộc đã bái công có làn biển dâm ban chấp hành, tháo mài hiên, liều bế khiếu mạng tế tiêu mài dâm cú đại tống, kiểu bế triển khoi tế chủ trương dâm có cấp, tháo tướng làn đảng viên dâm tri bộ. Dùn sinh hoạt khen kỳ dâm tri bộ thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Sánh Bình Phước, mài hiên dâm bí thư đảng ủy xã Nguyễn Văn Tiến. Thông quý có dùn sinh hoạt kèn kỳ bóng lạnh dấu con cấp ủy xà hiếu đối tế tiểu công chấu kéo máy cạn chấu dùm cấp ủy cơ sở căn này bài tiểu chỉ đạo tư hiền. Tái cứu cán bộ bếch chém bình phát tháo biển hiếu đối tế tiểu bài cõi tháo dùm biển dân. Gan hít cứu tốt này tế tiểu mẹ, tế tiểu cõi tháo dùm biển dân tái cứu. Năm tón trách nhiệm dùm trên làn biển bị thư cấp ủy, trên làn biển xấu con dùm tế bùng, dùm xà phô nghĩa, bê canh dùm chức bồn xin. Siêu tranh tốt mày, chỉ đạo ơi canh hát nghị quyết, châu canh, nghị quyết trung cân đảng, tiêu bách dùm xanh, tổng kháng dùm quyền, tiêu bách thảo xà. Nồng canh đại tế chỉ đạo kháng này, bùn chi bộ chế liệm nghị quyết châu hăng khái đi bài họp tài cứu biển dân tức là biển dân xiến kiếm buông căn chấu căn lần biển dân cứu kêu bếp mẳng căn và nghe theo và làm theo và người dân biết và giám sát cái nghị quyết của năm. Khóng phải tiêu bằng tháo sĩ triển khoi chấu tới chỉ thị nghị quyết ngay căn cấp cơ sở. Bếp chám quý có chi bộ đã chấu canh tốt lống tới tiêu mày, chuẩn cá cứu bộ máy chính quyền cấp cơ sở chấu tới cổng sĩ chính trị tốt sao. Nhất bây hít dị COVID dịp chú bài chốt, năm tống trách nhiệm dâm cán bộ đảng viên dâm có chi bộ tề lăng cào chê chấu tốt mày cào lống.
dâm thôn hai căn xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, xanh Bình Phước, liều cấu tốc mạch on lống bụng chống dị kế on tỉnh dâm dành buôn biển dân nhu thôn. Hiện khoai chi ủy, chi bộ phái công có lãnh đảng viên chốt miên tháo tướng khóa biển dết với có béo biển kháng độ làn, biển cố đều lo cứu biển, tí tiêu dùm dành căn này bài khốn thánh tốn bài khi. Kiểm soát tướng lãnh biển dân cứu mấy lượng biển dân di ngọn nắng dâm thôn, dây tông chế phát mặn buôn mạch cáo biển. Có lần đồng chí này bê cố đảng viên chấm mình đảng tàu phắng, có nông sản cấy có tiểu công tránh bị chém cho phản đảng. Kể khi này liều chuẩn con kêu bộ tội châu lống tới chủ trương chính sâu dâm đảng pháp luật dâm quốc tràng dê tổng khắc tí nội quy của tỉnh dâm tây bung nhất bị dâm chém quý bế chi bộ năng cố đàn biển phát công phụ trách khuôn biển trộm tổng khắc có lần biển buồn khâu đảng viên công bằng tổng khắc bị thánh nhàn ghen cá buồn có khuôn biển này mai kéo kế chốt khỏi chuồng. Diêm khăng kháng địa trái, cố khít lầm đảng, lầm dân, cứu lầm quân, ngâm liền tạp tò khiến sĩ khổ tổ chấu canh dột trọi phong cách Hồ Chí Minh, quý hải tặng, có lạch cán bộ đảng viên chấm với lãnh biển chiên bình đảng, chấu lống chấm sĩ khổ tổ, hồ truyện đạo đức cách mạng. Sĩ khổ tổ kéo bách hồ truyện, nhột trọi đạo đức tái cứu về lãnh biển, bái kháng chuồng này bách chấm chấu dầm vô tiểu nằm. Diêm kháng tế tiểu mà diêm dầm dành, có tiểu công diêm tối cứu kháng biệt dân. Cố Trương Thị Không Anh, Phó trưởng phòng đội vụ lao động trung banh cứu xã của huyện Bù Gia Mập xây công, liều cán bộ trên bến tràng công, tiêu chấu buôn lần biển dân đang khít cán bộ chấm phát dân, hiếu dân, cứu ói dân, chấm khái nhụng. Khen toàn diệt cán bộ công chức viên chức phòng đội vụ lao động trung banh cứu xã của huyện Tây Pháo mai lịch bình cơ sở chấm này con đỏ tế tiêu vầy khái bé mình chế ánh báo cáo khít bà công giúp bố khang chấu cộng sĩ chấm bằng tháo phát dâm cơ sở vầy kháng khái bê dâm phát kiểu cơ sở bé ơi canh dìa có tiêu công ói chẳng công chấm mình canh tiền bài chiền tổng khang bé mài canh út cơ sở thông quý sĩ minh cơ sở nay có làn biển cán bộ công chức dâm phòng cho chấu canh cứu tối tế tiêu chấu tiêu ói tháo dâm biển dân quyến hài bài tiêu cúng chấu lống tới cộng sĩ tức sao. Chế tiêu mài trên này bếch kháng dịch tiêu áo bùn mài tiêu lây, có tiêu bằng này chấm bếch canh tới tiêu mài trên giấy bằng bếch cán bộ chấm phát tới kiếm biển dân, chấm cứu tú để tiêu mài trên cánh này kiểm tra tiêu chấu, lo thuất vầy kháng khái, kiểu bếch giải quyết tú mài chơi. Có lãnh cán bộ khít mài gì khen tháo cơ sở đang khít đại bế chiếp mặn, biển dân kêu bế mặn tới cổng sĩ muốn biển dân trốn chút liệu bế coi trọ. Lãnh biển nhiêm con ói khiếu đỏ tới tiểu chấu lống mấy cảnh lống dâm buồn xin, ói hiếu cổng sĩ dâm buồn xin chấu lống phải bế mai, mai khánh dùng bế dâm phát ta kêu dân. Ước khít dị COVID dịp chung bài thoát để dồn thêm 5 tấn dâm có lãnh cán bộ đảng viên nhất biển sâu con ánh chấu mặn đỏ. Diêm có tiểu công kháng chấu cộng sĩ chính trị bếp bang mình cứu phản kháng trong giàn khốp, trôn có chấu cứu cộng sĩ tổng chấm bài con giết bên địa chá tạo phán, bài giàn kế, năng ngang bài COVID giết bên cán bộ diêm con, chấm chấu tức lống tới chỉ thị diêm cướp quỳ cành trục gân tháng tây buông. Tháng sĩ tạo phán diêm tế cán bộ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên mình đảng này bếp chấu hăng hái buồn biển dân liều bằng canh liều chấu. Dìm đại khang hội quán có nông phấn đã châu thúc mại lớn dìm cộng đồng. Dìm khái khang, dìm khái tiểu công, hái tống tệ bùng, khái lan cán bộ tổng xếp mại tống quyết định. Công sĩ cán bộ bác chế đại biểu khang tạo con dìm cộng sĩ chế liệp đảng, dòng bác khang và tế tiểu, chấm tháo dìm lệm bộ dấu công dìm út đảng, tiêu quyết định tháo tiểu tràng pha phép bài dìm cánh mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã con tiền, cán bộ này bếp còn đố dâm có công sĩ, khái dùng bài chàng công phải bếp bài tổng vầy cán bộ lống phải bếp máy lống, quyến luyện cán bộ này bếp công sĩ còn đố dâm đảng. Chẳng canh tích chấu và dâm bé dây có lãnh cán bộ đảng viên dâm Bình Phước con chuống quyền. Kể khen quốc bù ra mộp con tan tổng bất chuất khá chấu xung lống tới công sĩ tốt giao.